dính một em gà mái rồi mọi người ạ. Vì lúc nãy hẳn nó dãy ghê quá nên là mình nhốt nó vào đây rồi nha. Con này nó cũng phải 7-8 lạng đấy. Dính vào một chân. Nói chung là cũng gần đứt rồi nhưng mà còn cái gân mọi người ạ. May là hôm nay mình cũng đi thăm, lại không đi thăm thì chắc là mai mất rồi. Ra đây thì thấy phô phạp luôn. May là chưa đi mất luôn. Hôm bẫy thì mình để đây nha. Hôm nọ mình thấy nghi nghi từ hôm nọ rồi, bởi vì là thấy có nốt gà bới ở đây. Có lóng đẹp lắm nên mình mới để. Đây mọi người ạ. Tan hoang như này nha. Cái cạm này toàn kia thôi à. Cạm này cạm 12 đấy, nhưng mà dính trên bàn chân có một tí thôi, gần đi mọi người ạ. Nếu mà đánh cạm to hơn thì khả năng là trượt thấp. Chứ cái này mà để mai mình đi thăm thì có khi là bốc hơi luôn mọi người ạ. Nó sẽ đứt chân rồi. Hôm nọ thì mình thấy nó bay ở trên này cơ. Không ai nghĩ đặt cạm kiềng ở đây lại dính. Khá là hay luôn. May là còn đi thăm. Sống nguyên nha, rất là đẹp luôn ấy. Nhưng mà mỗi tội là gãy chân. Nếu mà mình đánh bẫy dây thì khả năng là ok hơn. Nó lắm mới đụng hàm mọi người ạ. Khu này thì khả năng là ít người đi đến nên là hay có hơn. Cái hồ bẫy thì mình để đây nha. Thấy đường to to mọi người ạ. Cứ nghĩ là có cầy cáo hay là bạc má đi qua cơ mà không phải. Dính ngay gà rừng luôn. Ở trên này thì mình cũng còn để khoảng 4-5 cái gì đấy đó nha. Bẫy dây cũng có vài cái nữa. Hôm nay đi thì mình cũng mang theo mấy cái cạm nữa để đi đặt. Cạm này toàn cạm 12 thôi mọi người ạ. Cũ rồi. Đặt lại một ít dây phanh nữa. Tí lên chỗ nào đẹp đẹp thì mình đặt nốt. Khá là hên luôn. Bằng má thì chưa thấy dính đâu à, nhưng mà được gà rồi. Thôi bây giờ mình sẽ tiếp tục hành trình nha. Mong sao là lên trên kia vẫn còn được. Chỗ này thì mình cũng để một cái nha. Lần trước được con chuột mọi người ạ. Hôm nay thì móm luôn, không thấy dính gì. Trên này thì mình để hai cái nữa nha. Bây giờ mình sẽ lên đấy thăm. Chỗ này mình cũng để một cái nữa nha, nhưng mà không sập. Khả năng là tí mình sẽ chuyển nữa. Bởi vì cái lối thường thường đi này, một là bạc má, hai là chuột thôi mọi người ạ. Nhưng mà mình nghĩ là khả năng bạc má nó không đi những cái lối như này đâu. Bên trên này thì còn một cái nha. Cái này thì không phật nha. Từ lúc đặt đến bây giờ luôn mọi người ạ. Cái lối này rất là đẹp luôn. Khả năng là sóc hoặc là rừng nó sẽ xuống uống nước. Nên là mình sẽ mới để. Nhưng mà từ hôm đến giờ vẫn móm nha. Nhưng mà phải để mấy hôm nữa cơ. Trời mưa phùn phùn thì khả năng dính cao hơn. Cái chỗ này thì họ đền bù rồi mọi người ạ. Ngày trước là họ bốc quạng ở đây nhưng mà do là không có quạng nên họ chuyển chỗ khác rồi. Nên là khu vực này cũng ít người qua lại. Mặc dù là có nước nhưng mà nó không nhiều như ngày trước nữa. Ngày trước thì nhiều mọi người ạ. Chỗ này có nước này nhưng mà ít thôi. Khu vực dưới kia thì ngày trước có một bãi sắn ấy. Mình đi qua đây thì rất là nhiều gà rừng luôn. Ngày đấy đi bắt rắn mà đi qua phải đến qua cái nước sắn phải đến chục con bay lên đấy mọi người, cả trống cả mái ấy. Nhưng mà thời đấy thì nó xa nhà mình nên mình không đi. Nhưng mà đợt này rỗi rỗi mình mới đi á. Nhưng mà khu này họ lại không trồng sắn đó. Bây giờ toàn trồng quế không. Mảnh cỏ bên kia cũng toàn quế mọi người ạ. Trên này thì mình còn để một cái cạm kiềng với lại mấy cái cạm dây nữa nhá, cái bẫy dây. Bây giờ mình sẽ lên thăm. Cái này thì cũng không sập nha mọi người. Một cái hố bẫy này mình nghi được của ai đánh rồi ấy, xong mình đánh lại rồi. Nhưng cái dấu nó cũng khoảng tầm 1-2 năm gì đấy rồi. Mình thấy nó đẹp đẹp mình cũng đặt lại. Khu
không biết là có con gì không. Khả năng là có gà rừng hoặc là cầy đi qua đấy mọi người ạ. Bởi vì cái này là đường người ta đi nương thôi, nhưng mà bây giờ không có người qua lại đâu. Nhưng mà cái lối vẫn khá là mới luôn, thành đường mòn luôn ấy. Mình nghĩ là vẫn có thú đi qua nên mình cứ đặt. Bây giờ mình sẽ sang bên kia nha. Còn mấy cái bẫy dây mà lần trước mình đặt ấy, không biết là có được con gì không. Khu này mình để 3 cái bẫy dây nha, nhưng mà sập 2 cái mọi người ạ. Đây này, cái này sập thắt vào mà không được luôn. Lông này mọi người ạ. Đây này, có lông này. Lông cả mái thì phải. Ô thế sao nó lại trườn được ta? Mà khả năng có người lấy rồi mọi người ơi. Mà mình mới đặt chiều hôm qua mà. Khả năng là chiều hôm qua có người qua người ta lấy mất rồi. Khá là tiếc luôn đấy. Đây này rất là nhiều lông luôn. Lông này lông gà mái. Đây mọi người ạ. Nhiều lông cực kỳ luôn. Đây này. Đi lên đây nha. Chỗ này vẫn có một cái lông nữa nha. Hay là nó tụt ta? Mình nghĩ là không phải tụt đâu mà. Khả năng có người lấy rồi. Có dấu lên đây mà. Hay là bị con gì lấy nhỉ? Thắt ra vào hẳn hoi mà mọi người. Không biết tại sao nó lại trượt được nhỉ? Đây. Ngay cạnh gốc nó cũng có lông nha. Thế này là chỉ có một là có người lấy. Hai là cầy lấy thôi mọi người ạ. Rất là tiếc luôn này. Ở dưới kia thì cũng sập một cái luôn. Bây giờ mình xuống đấy nhá. Cái này cũng sập mọi người ạ. Cái bẫy này là cái bẫy video lần trước mình quay hướng dẫn mọi người làm cái bẫy rượu Lào ấy. Cái này sập cây ngạc đi hẳn một bên. Mà không biết tại sao lại không được. Cũng thắt mọi người ạ. Đây này thắt vào mà. Dính có gì ta? Đây này, chỗ này nát một vùng rồi nha. Khó hiểu ấy. Cái trên thì dính gà mái rồi. Còn cái dưới này thì dính con gì đây ta? Thôi bây giờ mình sẽ căng lại nha mọi người. Căng lại xong rồi đi căng thêm mấy cái bẫy nữa. Cái bẫy này nói chung cũng rất là ok đấy, nhưng mà không biết tại sao lại không được. Không thì làm thêm một em gà mái rồi. Khả năng nếu mà đánh bẫy dây thì ok hơn mọi người ạ. Bằng dây dù ấy. Mình đánh bằng dây phanh này có khả năng là khô hay là nó không được. Mà cũng có thể là sáng nay hoặc chiều hôm qua, chiều tối hôm qua là có người đi qua đây người ta lấy mất. Khá là vô lý luôn. Khu này mình không nghĩ là nó nhiều thú đấy đâu.